Quay trở lại video tô màu của mình hôm nay, chúng đang tô màu bức tranh về nhà thám hiểm Dora nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình đi tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ tô màu chú khỉ trước nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu chiếc bánh sinh nhật nha các bạn.
Tiếp theo thì mình sẽ tô màu chiếc mũ của Dora nha các bạn.